Xin chào anh em đã quay trở lại với lại K9 nhá. Đúng rồi, như tiêu đề video anh em đã thấy ở đấy. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai chiếc tăng hạng nhẹ cấp 10 của game. Đó chính là EPR 105 hay còn gọi là EBR 105, hay gọi là bánh nốt hay trộm chó, và chiếc Manticore hay được gọi là City Core. Hai chiếc xe tăng này ấy, theo mình, ý kiến cá nhân của mình, đó chính là chiếc xe tốt nhất và tệ nhất. Được rồi, anh em biết chiếc xe là tốt nhất và tệ nhất thì sẽ xem video thì biết rồi nhá. Nào, bắt đầu nào. Chiếc đầu tiên, EPR, EBR, chụp chó, map Siren Coast. Map này thực sự là một cái map rất là khó soi cho LT anh em nhé. Cực kỳ khó soi đấy. Nhiều anh em không biết soi map này dễ chết lắm. Như mình ấy, mình cũng không thích map này lắm. Rồi mình chạy trên đường ray và đang cố gắng tiếp cận cái bụi phía trước, nhưng mà EBR anh ta đã trực sẵn rồi. Anh ta chết luôn. Đấy. Nếu mà anh em chơi EBR ấy, theo ý kiến của mình thì chúng ta lên không lên chơi EBR quá bị động anh em ạ, bởi vì chiếc xe này là chiếc xe chủ động, mà chiếc xe là tăng hạng nhẹ chủ động gần như là bậc nhất trong game luôn. Đó, lại thêm ui máy quá hạn 30 u vẫn chưa rồi. Đấy, anh em thấy không, bây giờ đội bạn chết EBR ngay đầu trận, ngay giây những phút đầu tiên thì làm gì còn mắt nữa. Bây giờ mình cũng phải cố gắng mà sống sót để có thể làm tai mắt cho team, nên là mình sẽ cẩn thận hơn, bởi vì mình vừa rồi mình đã dính phải 2 viên đạn rồi, và bây giờ có thể một hit nữa là mình đi rồi. Thì mình sẽ chạy vòng quanh đây để mình chạy vòng quanh ở sân sau của nhà trước đã, để mình tính toán xem mình sẽ định đi đâu anh em ạ. Được rồi, nói qua về chiếc EBR này thì anh em thấy đấy, ngay đặc điểm đầu tiên, chiếc xe này chạy nhanh nhất game anh em nhé, chạy nhanh nhất game bởi vì nó là bánh nốt mà. Cái thứ hai ấy, đây lại nói về cái chạy nhanh nhất game. Thực ra chiếc xe này trước ấy, nó ở common test nhé, nó chạy 100 km/h đấy anh em ạ, và có cái bứt tốc anh em ạ. Cái bứt tốc nhiều anh em không test, không biết cái bứt tốc là gì đâu, nhưng mà mình giải thích nhất là anh em có thể tạo một cái lực đà khi mà xe đang gọi là brum brum brum, anh em phanh xe lại và anh em nhả tay một cái là xe tăng tốc lên, anh em bứt tốc trong khoảng thời gian ngắn rất là nhanh đấy. Nó thôi nôm na thế rồi, bởi vì không còn trong game mà, và hồi đấy là 100 km/h, vào game thì là 95 km/h, nhưng mà sau một cái đợt update mình không nhớ update nào, update cùng với bọn 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 à 1.10 1.11 thì đấy ấy, cùng với bọn Brozetto ấy, là chiếc EBR này đã bị giảm đi 5 km/h, là chỉ còn 90 91 thì đấy mình chả nhớ. Và khi mà bắn vào bánh bánh xe ấy, thì cũng đã chậm hơn một chút rồi. Trước ấy, bắn vào bánh xe còn lao như điên ấy, vẫn còn lao như điên ấy, bây giờ thì chậm hơn rồi. Đấy, anh em bắn cẩn thận hơn. Được rồi. Cái thứ hai về LT thì chúng ta sẽ nói về cái độ cơ động trước rồi chúng ta nói về hỏa lực sau nhé. Cái thứ hai ấy là cả cái góc góc quay xe ấy, anh em ạ, cái góc quay xe của cái chiếc xe EBR ấy nó không thể xoay tại chỗ được, chúng ta phải di chuyển thành một hình vòng tròn để quay xe. Nhưng mà cái đấy không thành vấn đề nếu anh em nào biết những cái trick như là hạ bánh xuống để xoay xe, hoặc là giảm tốc độ để xoay một vòng 360 độ hay 180 độ, thì cái đấy sẽ không thành vấn đề đấy anh em thấy không. Đấy, khi chúng ta có thể xoay xe lại 360 độ khi chúng ta hạ hạ cái bánh xe xuống đấy, chúng ta đảo một cái vòng cái là chúng ta xoay được xe. Cũng thời gian đấy nhá, theo mình ấy, nó còn nhanh hơn cả các loại xe bánh xích khác khi mà chúng ta xoay tại chỗ. Đấy. Đó, mình vừa rồi mình đã áp dụng cái xoay 50 m anh em nhé. Mình đã chạm cục đá để xoay vào cái cục đá để xoay fork. À, một đặc điểm nữa về bánh nốt thì cái khả năng độ bền khi mà chạm đất ở khoảng cách cao thì cũng không mất máu nhiều. Đây mình áp dụng 50 mét đấy anh em thấy không, áp dụng 50 mét này đấy, Ford đi ra này, Ford đi ra này. Ó, anh ta định giết mình đấy, bởi vì mình là tai mắt của team mà, nhưng mà anh ta đi ra thì cũng đã mất 800 máu rồi, thêm 1.300 nữa. Ôi giời, chuẩn bị bay màu này, và cuối cùng đã bay màu, cái tội tham ăn thì chết đấy. Về đấy, về cái bánh nốt. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp theo nói về cái độ gì nhá, tiếp vẫn là LT, chúng ta phải nói về tầm nhìn và camo. Thì chiếc xe này anh em ạ, EBR sở hữu cái tầm nhìn là kém nhất trong toàn bộ. Đó. Ui rồi 500 máu. Kém nhất trong toàn bộ LT 10 nhá. Đấy. Trong hạng nhẹ 10 kém nhất. Bởi vì bù lại cho cái tốc độ đấy thì chúng ta phải cân bằng game mà anh em. Và đồng thời cũng không lắp được nhòm nhá. Cái kính kính nhòm khi kích hoạt đứng yên ấy cũng không mang được cái thiết bị đấy anh em nhá. Anh em lưu ý cho mình, và cũng không mang được litho. Đó, cân bằng game là thế anh em ạ, không mang được hai thiết bị. Đó, đó.
Sổ thêm được phát 500 nữa. EBA, EBR trộm chó. Đó. Thế chúng ta sẽ xong về tầm nhìn. Và tiếp theo là camo. Camo của chiếc EBR này là chiếc có phần trăm tầm nhìn tốt nhất của LT10 anh em nhé. Đấy. Cái đấy thì cũng là một cái lợi thế khi mà chúng ta cầm EBR mà áp sát địch mà địch không thể nhìn thấy luôn. Rất là không nhìn thấy trong cái khoảng thời gian gì ấy. Trong cái khoảng thời gian mà nó à trong trong khoảng không gian, trong khoảng cách mà nó rất là gần. Nhiều khi nhá, gần 100 mét mới nhìn thấy nó cơ. Nhất là nó đứng bụi anh em ạ, nhiều nhiều xe không thể nhìn thấy nó được từ xa. Đấy, mình tiếp tục đảo. ETRV. ETRV định làm gì đây? Định ăn mình á? Không có đâu. Với tốc độ này mình có thể đào được mà. Đấy. Chiếc xe này được mệnh danh là trộm chó thì anh nghĩ biết vì sao đấy. Mình đã trộm trộm thêm được một em chó nữa, đó chính là GW. Đấy, nhanh không anh em thấy không? Độ cơ động rồi nhẹ, xe nhẹ có thể đào được lên rất là nhiều chỗ. Đấy. Được rồi. Nói về xong về những cái liên quan đến LT rồi thì chúng ta sẽ nói về hỏa lực nhá. Về hỏa lực thì chiếc EBR ấy nó có hạ độ nam 9 phút là gần best nhất game. À chết nhầm, gần best nhất cấp cấp LTX. Đấy, gần best nhé, gần best, anh em lưu ý chữ gần best này cho mình. Nhưng mà bù lại anh em lại có cái độ bền của đạn lổ rất là cao. Đấy, cái này nó mới vui này. Vừa chạy nhanh mà đảo được về đằng sau đít thì bắn thao đạn nổ. Độ bền của nó là 105. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng mang đạn hit và ABCR là đạn thường, đạn hit là đạn gun. Đấy, không thành vấn đề. Nhưng mà cái ưu điểm lớn đó chính là đạn HE đây anh em ạ. Đạn HE bền cao, có thể đột phá được rất nhiều chỗ. Nhưng mà nói đi nói lại thì chúng ta cũng cũng có độ bền rất là kém, độ bền rất là kém của đạn ABCR ấy, cửa 190 thôi, và đạn đạn thường thì cũng chỉ có 240, đạn hit mà 240 thì mình thấy cũng hơi tệ tệ tí, nhưng không sao. Được rồi, nói về độ ổn định của lòng pháo thì chiếc xe này có một cái sự ổn định lòng pháo tuyệt vời anh em ạ. Một chiếc chạy nhanh đến tốc độ 90 km/h mà có thể duy trì được cái tâm ngắm, cái độ vỡ tâm nó nhỏ đến như thế. Mẹ nhiều ông nhá, build đồ kiểu bách phát bách trúng ấy. Mẹ vừa chạy vừa bắn có phải gọi là trăm phát trúng cả trăm. Nhưng mà mình thì không build đồ theo kiểu bắn nhau, mình build đồ theo kiểu soi mà. Đấy thì tùy anh em thôi. Ôi giời, hút tối thế anh. Đấy, tai lạ à. Đó. Cho nên là một đặc điểm nữa, cái chiếc xe này khi mà khóa mục tiêu ấy, chúng ta không cần phải chạm hẳn vào cái modem của địch. Chúng ta chỉ cần gần sát modem thôi là cái xe này cũng tự động khóa cho mình rồi. Đấy, bây giờ mình đảo cánh, đảo cái góc khác thì mình có thể vào ăn đít được. Úi, luôn E3 đây. Đít to. Úi giời ơi. Tự dưng lại có E3 lại đưa đít ra để bắn này. Ngon lành cành đào. À, mình quên mất là anh em phải chuyển chế độ di chuyển nhá. Phải bằng nút X hoặc là bằng nút nào tự anh em cài. Bởi vì nếu mà chúng ta không chuyển sang chế độ di chuyển ấy thì nó sẽ chỉ chạy tốc độ tối đa là 50 à 70 km/h thôi. Và lùi thì cũng chỉ có khoảng 50 thôi, nhưng khi mà chúng ta chuyển sang chế độ di chuyển ấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ lên được 91 và 6 91 tốc độ tối đa và 65 tốc độ lùi. Ok, chúng ta đã xong chiếc xe EBR này. Thì tổng quan nó không có giáp, chúng ta phải lưu ý nó không có giáp đâu, bị chịu đạn bắn xuyên các kiểu cũng rất là nhiều, HE vào đầu lắm, hỏng hóc các kiểu. Nhưng bù lại chúng ta có một cái khiên Captain anh em ạ, không chúng ta có một cái khiên Captain, ui thề luôn, tôi dám chắc với anh em như 100% nhá, giáp mặt của thằng mau nhá, hoặc là giáp mặt của thằng E3 nhá, đéo dày bằng cái bánh xe của thằng EBR đấy đâu, nó thật luôn đấy, ông nào bảo không phải đi. Rồi, nói đi thì nó cũng phải nói lại là nên bản chờ 1.13 chúng ta sẽ tạm biệt cái khiên Captain này rồi, bởi vì đạn HE ấy, nó cũng sẽ xuyên qua thôi. Nó sẽ xuyên qua và nó không không nổ bên ngoài của cái bánh xe này đâu, nên là anh em lưu ý cho mình nhé. Được rồi. Chúng ta sẽ sang chiếc xe thứ hai. Manticore Mark Westfield. Ui, Mark Westfield này thì tuyệt vời cho LT rồi. Bên kia cũng có cả EBR lẫn Manticore. Được rồi. Chúng ta sẽ nói về chiếc Manticore này nhá. Và từ từ đã,
Mình cũng đang định muốn nói về cái liên quan về LT, nhưng mà thôi cho mình nói thẳng luôn cái câu này nhá. Đây là chiếc xe tăng hạng nhẹ cấp 10 tệ nhất mình từng cầm. Nhiều anh em sẽ nói con RHM tệ hơn hoặc là con UIZ tệ hơn, nhưng mà ý kiến cá nhân của mình Matico sẽ tệ hơn. Và tệ hơn tại sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Rồi, mình sẽ đi theo từng tờ về những cái thông số ban đầu. Về thông số đầu tiên đó chính là đam 9 phút. Ui, chiếc xe này sở hữu quả đam 9 phút chậm, quả vừa bắn chậm này, vừa tệ nhất dòng cấp X anh em ạ, dòng nhẹ cấp X. Mẹ bắn đeo nhưng mà sao nó đam 9 phút của cấp 10 mà nó chỉ có khoảng 1.600 thôi anh em ạ, khoảng 1.600 thì chịu rồi. Anh em mà không nắp thông nòng các kiểu thì có mà loát quá lâu luôn đấy, toàn 14, 13, 14 giây. Đó, mình đã soi được 3 anh, soi được cả EBR là mình chạy luôn. Mình không thích chơi chiếc mình không thích chơi chiếc Manticore này theo kiểu à mình cả mình nói chung nhé, mình không thích chơi LT theo kiểu bị động đâu. Kiểu bị động bây giờ nó cũng khá là lỗi thời rồi, cũng là an toàn nhưng mà cũng khá là lỗi thời so với bây giờ rồi. Đồ chơi 2.0 anh em nên chơi chủ động hơn như mình. Đấy, anh có thể thấy là mình chơi chiếc Manticore này chủ động như MT vậy. Đấy. Vì đam 9 phút kém ấy thì chúng ta sẽ được bù lại là chiếc khẩu pháo của con Manticore ấy có độ xuyên cao nhất của các LTX anh em ạ, độ xuyên cao nhất. Còn nói về độ ổn định hoặc là độ bay của đạn ấy thì mình không dám chắc nha anh em nhé. Mình thực sự cũng không dám chắc được là độ ổn định của cái lòng pháo này nó tuyệt hay không đâu. Có khi còn tệ hơn cả EBR này, mình nói thật. Lòng to vậy thôi, tưởng ngon ăn nhưng mà cũng vậy vậy. Thì tốc độ ngắm cũng được, handling cũng vậy vậy nhưng mà phân tán thì hơi to, cái em nói. Đó. Cái nhược điểm của cái lòng pháo ấy là con xe ấy mang ít đạn vai cả hồn thể. Mình xin lỗi mình vừa chửi tục đúng không? Thôi tí nữa mình píp lại thì ấy không hiểu sao mang có 20 viên anh em ạ. Này anh em là có thể anh em không biết nhá, trước khi vào chính thức của game, common test của chiếc xe này chỉ mang 18 viên và Wargaming đã buff cho quả quá tuyệt vời, đó chính là thêm 2 viên nữa cho tròn 20. What the fuck, cậu buff cho tròn 20 để làm cái gì? Cậu xong ông cậu không buff cho nó cái thêm 10 viên nữa đi, bắn thành 30 viên cho nó sướng như là EVR ấy. Hoặc là cậu búp thêm quả 20 viên này thôi, nhưng mà hệ thống băng đạn đi để tôi vào tôi xả cho tôi chạy cho nó đỡ bị chứa đạn. Rồi chúng ta sẽ phải nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta sẽ sang thông số tiếp theo là tốc độ tối đa là 68 km/h. Cái này cũng không phải là quá 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 nhanh hay quá chậm đâu, bởi vì còn nhanh hơn một số con như là Sheridan hay là con WZ, hình như mình nhớ là vậy, còn nhanh hơn một số con. Cái đấy thì không thành vấn đề, người nhỏ người chạy cũng được. Nhưng mà một cái nữa thì mình cũng không thích ở chiếc xe này, đó chính là độ ả lòng và độ lưng lòng. Độ ả lòng -8 thì cũng là được, nhưng mà anh em phải lưu ý rằng -8 này này hạ lòng ở đằng tháp pháo ở đằng sau mà, nên là hạ lòng cũng vậy vậy thôi. Và lưng lòng đấy anh em thấy không, lưng lòng này đấy. Đấy, đấy mãi không tìm được cái góc để bắn bằng 261 được không, lưng lòng có -8 đấy. Đấy, đang phải dò góc này đấy, xoay xe lại để có góc và bắn bằng GW này. Rồi, chúng ta sẽ sang luôn thông số nhanh tiếp theo, đó chính là về độ tầm nhìn và camo. Thì tầm nhìn chiếc xe này là 400 cũng được, so với LTX thì cũng được, thường thường có mấy con là 420, 410 cơ thì cũng không nói. Con này cũng vậy vậy thôi. Ngoài ra thì camo của chiếc xe này ấy, thì đứng thứ hai anh em nhé. Camo chiếc xe này đứng thứ hai. Con đứng đầu chỉ là EBR rồi, con xe này đứng thứ hai. Ui giời. Chủ yếu con này bắn là chủ yếu thôi anh em ạ. À nhầm, mình nói lộn nhá, con này là soi là chủ yếu nhá, bắn là phụ. Mình quên mình hay cầm con này đi bắn. À, vì cái những cái hạn chế của chiếc xe này mà anh em có thể nhiều anh em sẽ không thích nó, bởi vì thứ nhất này, ít đạn. Anh em phải suy tính nhiều, suy đoán nhiều hơn và tính toán nhiều hơn. Bởi vì mình không thể lãng phí đạn được. Bắn là phải có chừng có mực thôi. Là xử như là mẹ con có mười mấy máu chẳng lẽ bắn viên đấy thì cũng rất là phí, đến cuối trận đấu nó chả còn đạn vào bắn nữa cơ. Cái thứ hai ấy, tốc độ thì cũng vậy vậy, tốc độ thì cũng vậy vậy thôi, camo bù lại được. Nhưng mà anh em phải lưu ý rằng chiếc xe này nó khá là thấp thấp bé, thế là chúng ta có thể lẩn trốn vào được những cái góc mà bụi cây hàng cây để có thể soi cho địch đấy. Rồi xong ra đã xong 2 trận đấu thì như mình đã review cho anh em chiếc xe tốt nhất EBR 105 và chiếc xe tệ nhất Manticore của tăng hạng nhẹ cấp 10.
Đấy. Ý kiến thì bây giờ ý kiến của mình ấy, thường nhiều anh em sẽ bảo rằng EBR chưa chắc đã là top 1, có thể sẽ là T100, T100LT chẳng hạn, hoặc là AMX105. Nhưng anh em phải hiểu rằng có thể là anh em chơi chưa nó chưa chắc tay một chút đấy, thì chiếc EBR nó khó chơi, cho nên là anh em không phát huy được tận dụng, cứ phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Nhưng mà vào tay người chơi cứng này, vào chơi người uni căng này, vào chơi những người chơi gọi là super lên thần này, thì chiếc EBR này, EBR ấy, nó phải gọi là vãi cả luôn đấy. Bởi vì họ biết được rằng họ sẽ phải di chuyển như thế nào này, họ sẽ phải xoay góc nào, đảo góc nào, và sẽ phải đảo cánh để có thể hỗ trợ team thế này thế nọ rất là nhanh. Chiếc EBA này nó hoạt động rất là tốt ở toàn, gọi là nó bao quát bản đồ rất là nhanh đấy. Nhưng mà chiếc Manticore thì không được như thế. Chiếc Manticore ấy, chúng ta bị này bị hạn chế được nhiều thứ đấy. Về hỏa lực thì bắn không ra bắn đấy, đam thì to thật đấy, nhưng mà có tí đạn vậy thì bắn vèo cái hết đó. Rồi tốc độ thì cũng này, mình nói thật nhá, con này tăng tốc kiểu gì ấy, nó công suất động cơ cực kỳ kém luôn. Đúng là mã được, mình cảm thấy cái mã cái công suất riêng của nó cao ấy, nhưng mà mình cảm thấy nhiều khi nó tăng tốc chán lắm, mãi mới lên được 60 km/h đấy. Cái thứ hai thì lại còn xấu nữa, nhìn chiếc IBA nó đẹp trai vậy cơ mà bốn cái bánh xe này còn có cả khiên Captain, con này thì nhìn xấu kinh khủng luôn, xấu hơn cả con RHM ấy chứ đấy. Cái tiếp theo ấy thì chiếc Manticore này nó không để lâng hạ lòng tốt được anh em ạ. Đấy, cho nên là anh em muốn kết hợp bắn nhau ấy, anh em lại phải tìm góc nữa đấy, nó mắc mệt, thật sự nó mắc mệt luôn. Trong cái đó chiếc IBA ấy, nó có thể tìm được những cái góc nhanh gọn lẹ, nó chạy nó bắn xong, nó chạy nó bắn xong nó rút đấy đó. Được rồi, đấy là ý kiến của mình về hai chiếc xe này. Còn anh em thì sao? Nếu anh em có ý kiến gì về chiếc hai chiếc xe này hãy bình luận phía dưới để mình biết nhé, và chúng ta sẽ cùng thảo luận nó về nó đấy, để xem có phải nó thật sự là tốt nhất không, hay là nó thực sự là tệ nhất không. Và ý kiến của anh em sẽ là một cái động lực lớn để mình có thể tuốt lại cái phần kiến thức của mình cũng như là phần hiểu biết của mình đấy. Biết đâu anh em lại đúng thì sao, mình sai đó. Ok, chúc anh em chơi tốt hai chiếc xe này nhá, nếu mà có chúng nó. Còn không có chúng nó thì tốt nhất là lên thử chơi chúng nó một lần để cảm giác mạnh anh em ạ. Ok, bye bye.